怪video chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những thời gian rảnh rỗi và xả stress. Anh em tuyệt đối đừng làm yêu dưới mọi hình thức nhé. Ok. Ok. Anh em đâu? Ai sao nghe em bị đeo vậy? Ok nghe mi. Hello em và chào tất cả các bạn đến với channel của mình. Thì mình là Ruby đây và vẫn là mình và mãi mãi là mình với là kênh của mình mà. Thì hôm nay chúng ta lại quay trở lại clip về Omi TV và ngày hôm nay khá là đặc biệt, đó chính là mình sẽ cho bốn đứa trẻ trâu vào khu mình Omi với mình đấy để xem coi là trẻ trâu mà chấp với trẻ trâu trong Omi TV thì nó sẽ như thế nào các bạn ơi. Đó. Và trước khi là video ngày hôm nay, anh em đừng quên là tham gia vào group Omi Family. Và anh em cũng đừng quên là hãy nhớ là follow fanpage. Và cũng đừng quên là hãy nhớ theo dõi Facebook của mình có tên là Nguyễn Châu Kim Quỳnh. Đúng vậy đó, đây là những thằng đệ tử anh em của mình trong quân đoàn Hero Team. Nhìn cho anh em nào chưa biết đấy, giờ anh em hãy nhớ xem những video cũ của tôi để biết là mấy ngày anh em. Ê, đưa tao cái lượt coi. Đâu, vũ khí đâu, đúng rồi, tao chạy đầu cái rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu với video ngày hôm nay nha anh em. Và anh em cũng đừng quên là hãy nhớ subscribe kênh Minecraft của mình để giúp mình lên 100k sub nha anh em. À, cái tên là Nub Ruby. Còn bây giờ thì bắt đầu vô Omi thôi nè anh em. Ok, bây giờ mình sẽ bây giờ mấy đứa xem nha, mấy đứa lỡ sao mấy này làm sao là làm nền cho mình thôi các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ làm Việt Nam nè. Ai ok các bạn. Ok, để mình xem như thế nào nha. Ôi là trời ơi, cái ông đội kia không thấy là nguyên đám mình đi luôn rồi. Vãi chưa, ok mình sẽ lựa người nè anh em. Đâu, từ từ. Ơ gì? Đây, con này Nguyên. Nhưng mà nhìn như Nguyên. Không phải Ruby, mình là mèo Simi. Phải không anh em? Đúng rồi. Trời ơi, nhận ra có người còn nói tôi nữa. Ok, tiếp tục lại anh em ơi. Đó, mấy nhóc này làm màu cho mình các bạn đó. Từ từ mình sẽ đi tìm. Đấy. Từ từ thì mày đứa đi theo vậy. Từ từ mình sẽ đổi qua làm nam này. Đây mày có gặp ai không? Không ai chơi nữa. Không phải idol. Trời ơi, lại nhận ra rồi. Bây giờ mình mới biết, bây giờ mình phải đi tìm những người mà không biết mình. Đấy. Hề luôn, mình chơi cái Ubi này đi chơi, tự nhiên mấy bạn gái thấy mình đưa qua cái cam mình là chạy hết luôn anh em mà. Trời ơi. Adu. Sao? Adu sao? Mày sao? 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 Chơi sao? Sao? Chỗ này nhiều máu ai? Chỗ này nhiều máu ai? Sao? Vô bị cầm đoán hay cơm á, em sợ thì quá. Chém luôn. Em sợ chưa? Em biết chị là ai không? Em không biết đâu, chị nói đi. À, chị tên là Mèo. Mọi người hay gọi chị là Simmy nên chị là Mèo Simmy. Fuck kè. Quên. Hello. Ôi, ui. Ui. Hello. Hello. Em làm gì đây? Em ơi, nếu mà em biết chị là idol hay là fan chị, em hãy nhảy chị một bài được không? Nhảy bức binh chị xem được không? Nhảy chị xem với, nhảy xem thử không? Nhảy chị xem đi. Ôi trời ơi. Ok, chị cảm ơn nha. Ai ốp mà. Ok, chị cảm ơn em nha. Chị cảm ơn nha. Ok. Ui ôi, cắt vãi nồi luôn anh em ơi. Quê. Hello em. Hello
Umi á. Chị tưởng là em đang chơi Umi chứ nhờ. Em thích mấy bạn nào ở trong đây? Không thiệt rồi. Thế có thích chị không? Cháu ơi, tụi bay tuổi. Tụi bay tuổi. Lo học đi. Lo học đi. Không làm gì chị gì. Đi đánh em một đôi. Ông nào mở cái Umi lên chơi ác lắm, mới để là mặt ai ngủ xong rồi để như vậy nè, xong rồi cho lên Umi nè, ác thiệt sự luôn á. Anh em thấy ác không? Ui ôi ôi ấy chưa, độc ác. Trời ơi, nhìn mặt anh đang ngủ ngon là cái thằng đang quay là cái thằng mất nết anh em. Đúng. Thì biết nào, ai đây? Xem được không? Nhảy ao nè. Nhảy bóp binh cho chị được. Mà nhảy bóp binh, nếu mà mấy đứa là fan của chị á, là nhảy bóp binh cho chị xem nhé. Vô. Là fan chị hãy nhảy bóp binh chị xem ơi. Ok. Nhạc đâu? Chị Ruby. Trời ơi, xem nhận ra chị à? Em biết chị ơi. Hello. Ok anh em ơi, thì là tụi mình đã tìm được rất là nhiều nãy giờ, rất là nhiều rồi. Chắc tụi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu mà video này hay, nhớ like, share với nhỏ này và từ gần của mình. Còn bây giờ thì hẹn với mọi người ngày mai nhé. Còn bây giờ thì anh em ơi, bye bye. Hẹn gặp lại.